Ok nha các bạn, bây giờ mình đã đến khách sạn của bạn mình cách ly rồi nhá. Đây là khách sạn cách ly của bạn mình nha các bạn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đem đồ vào gửi cho bạn của mình nhá. À, mình đây này, mình đứng đây đây, thấy không? Chào nha, bà Vi. Chào anh Cam. Chào anh Cam. Chào anh Cam. Chào anh Cam. Có nhìn thấy gì ạ? Và đi khắp. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Xin chào buổi sáng nhá mọi người. Chào buổi sáng nhá các bạn ơi. Bây giờ đang là 6 giờ sáng nhá các bạn. Thì hôm nay mình và Chép sẽ làm một clip. Clip của mình hôm nay đó chính là đi thăm một người bạn từ Việt Nam sang và bây giờ đang cách ly ở khách sạn nhá các bạn. Thì có lẽ là trên kênh của mình cũng có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh của bạn ấy. Thì bạn ấy tên là Duy, có bạn gái là người Thái tên là Nen. Hiện tại bạn ấy bay từ Việt Nam sang và đang cách ly ở khách sạn, chờ để được chờ gặp bạn gái nha các bạn. Thì hoàn cảnh của hai bạn này cũng rất là đáng thương các bạn ạ. Yêu nhau và bây giờ vì đại dịch Covid-19 nên là phải xa nhau hơn một năm á. Nên là bây giờ bạn Duy bạn ấy bay sang Thái thì bên này cũng không có người thân nên là mình cũng cố gắng để lên thăm bạn ấy thường xuyên để bạn ấy đỡ buồn á, vì là cách ly những 14 ngày nên là nếu như mà không có người thân hay là không có bạn bè kiểu như thế là lên thăm hay nói chuyện là buồn lắm. Những 14 ngày cơ mà, nửa tháng cơ mà, không phải là 1-2-3 ngày gì đó. Nên là hôm nay mình sẽ quay lại một clip. Mình sẽ đem đồ của bạn gái bạn ấy lên nha các bạn. Bạn gái bạn ấy có gửi đồ cho bạn ấy và bây giờ mình sẽ vào trong siêu thị để mua thêm một ít đồ và chúng ta cùng lên thăm bạn ấy nhá. Ok, bây giờ ta sẽ đi thôi. Bye bye. Ok nha các bạn, thì bây giờ mình đang lên chỗ khách sạn cách ly của bạn Duy nha các bạn. Thì khách sạn của bạn Duy cách Bangkok, cách nhà mình khoảng 50 km nha các bạn. Thì bây giờ đang là 6 giờ sáng nên là người Thái Lan bây giờ đang đi làm việc đó, nên là sẽ rất là tắc đường. Và mình lên đến nơi chắc có lẽ là cũng phải khoảng 1 tiếng rưỡi thôi các bạn ạ. Ok, bây giờ ta đi nhá. Bye bye. A few moments later. Ok các bạn, thì bây giờ mình vào đây. Mình sẽ mua ít hoa quả cho bạn Duy nhá, bởi vì là trong khách sạn có nhiều đồ ăn rồi nên là mua hoa quả cho bạn ấy ăn cho đỡ ấy, vì bạn ấy đang giảm cân. Ok nha các bạn, bây giờ mình đã đến khách sạn của bạn mình cách ly rồi nhá. Đây là khách sạn cách ly của bạn mình nha các bạn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ
đem đồ vào gửi cho bạn của mình nhé. Của đám mái khắp bây giờ bạn Chép đang làm giấy tờ để gửi đồ cho bạn Duy nha các bạn. Bây giờ anh nhân viên đang anh kiểm dịch, đang kiểm tra đồ nha các bạn, kiểm tra đồ rất là kỹ trước khi mà được đem lên nhé. À, mình đây này, mình đứng đây đây. Thấy không, đây là đồ của vợ Duy này. Không cho đem lên. Gì ạ? Ok nha các bạn, thì đây khi mà mình đến gặp bạn mình thì vì là đang cách ly mà nên là mình sẽ không được gặp bạn ấy, thì chỉ có thể là nói chuyện qua kiểu là bức tường này thôi các bạn ạ. Bạn Duy thì ở tầng 2 ở chỗ phòng này, thì nói chuyện với nhau chỉ nói nghe thứ tiếng thôi chứ không nhìn thấy mặt nhau. Ok, bây giờ chúng ta về nhá. Không, hôm sau chúng ta sẽ lên đón Duy. Bye bye. Ok nha các bạn ơi, thì hôm nay mình là đến thăm bạn mình cách ly xong rồi. Thì chắc là trên kênh của mình cũng có rất nhiều cô chú anh chị của các bạn đang theo dõi hai bạn Duy và Nen. Thì mình có đôi lời nhắn nhủ đến mọi người, đó là mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn theo dõi, ủng hộ và ủng hộ cho bạn Duy, và hãy gửi đến bạn ấy những lời chúc tốt đẹp nhất và những lời động viên chân thành. Vì bởi vì lúc này những lời động viên của cô chú anh chị và các bạn á, nó rất là quan trọng. Nó giúp cho bạn ấy có thêm sự tự tin, có thêm động lực để vượt qua cái lúc khó khăn này nhé. Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ hai bạn ấy nhé. Ok, video của mình xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.